Xin thưa bà con bác, nguyên cái dãy bánh trung thu bên kia rồi bà con, thấy không? Nhân viên đứng ngồi chơi không bánh thì còn quá trời luôn. Ghê không? Năm nay là bán bánh trung thu lễ rồi. Bên đây phải là đường Gò Công. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của Ba Michael. Thì Sài Gòn bây giờ là 10 giờ sáng. Ba Michael đang có mặt ở đây là khu chợ Kim Biên rồi con. Khu này khu chợ lớn. Sáng nay Ba Michael lại tiếp tục chở bà con bác đi dạo. Bên kia đó là cái tượng, đó là tượng Khổng Tử á bà con, Chí Thành Tiên Sư. Con đường này trước năm 75 á, thì con đường này mang tên là đường Khổng Tử. Sau năm 75 thì được đổi tên lại là đường Hải Thượng Lãng Ông. Thành thử ra một số người dân á, người ta không có rành nữa bà con. Người ta cứ nhìn bức tượng đó, người ta tưởng là tượng Hải Thượng Lãng Ông. Bên đây là trường Trần Mội Cơ nè, hồi xưa đó là trường Phước Đức. Bên kia đó là Nhị Phủ Miếu. Đây là đường Phùng Hưng nè. Đường này hồi xưa nó còn có tên là đường Paris. Quẹo tay phải là mình tới khu đèn Năm Ngọn. Trời, bầu trời Việt Nam này hôm nay là bão bà con. Cho nên bà con có thấy mây đen nó kéo ghê không? Cái này không phải là vô mùa mưa đâu nha bà con, mà trời này là trời bão á. Mà bão đâu tuốt ở miền Bắc á, thì ở đây mình chỉ bị ảnh hưởng thôi. Chứ nếu mà bão mà trực tiếp xuống miền Nam là ở đây là giờ là mưa gió tầm tã rồi. Rồi đường kia, bên kia đó là đường tượng Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng này là ổng là thánh tổ quân cụ á bà con. Rồi giờ Ba Michael quẹo trái để vô đây. Con đường này là con đường Châu Văn Liêm. Ở đó là Tổng đốc Phương. Nguyên cái khu Vinaphone đi vòng vòng đây nè bà con. Hồi xưa đó là Liên Thành Hội Quán. Rồi ở đây là ngã tư đường Trần Đạo với đường Châu Văn Liêm. Hồi xưa là Tổng đốc Phương với Đồng Khánh. Ở đây là hồi xưa là rạp Bình An nè, hay còn gọi là rạp casino á, casino Chợ Lớn. Ở đây bán giày dép. Bên đây là rạp Đại Quang nè, cái dài màu vàng vàng á, rạp Đại Quang. Đây là đường Nguyễn Trãi. Bên tay phải Ba Michael đây hồi xưa là Victory nè bà con. Rồi bên kia là Hotel Trường Thành, trước năm 75 gọi là Canberra đó. Nơi đó là nơi quân đội Úc đóng đó. Con đường này là đường Lão Tử nè. Vô đây có chùa Quan Âm. Bên đây là hội quán Ung Lăng. Chùa này nổi tiếng nhất là Đập Tiểu Nhân. Rồi mình qua đây con đường này, đường Lương Nhữ Học.
trước mặt bên phải, bên tay phải hồi xưa có cái rạp gọi là rạp Sao Mai. Bên tay phải 30 cờ đây luôn nè bà con. Bên đây nè là có cái tinh võ gì đó, sân tinh võ, nơi tập võ đó. Đó, rạp Sao Mai nè, bây giờ nó thành cao ốc Sao Mai. À, đây là phố Lồng Đèn nha bà con. Giờ mình dạo vòng phố Lồng Đèn. À, phố Lồng Đèn Lưỡng Như Học, nó nằm trên con đường Phú Định. À, à, người ta dừng tới đây người ta chụp hình. Hồi đó, đó ba mẹ còn nhớ lúc mà chưa dịch đó bà con, hai bên đường này là bán lồng đèn dữ lắm. Nhưng mà từ khi mà kể từ khi sau dịch là bắt đầu nó te tua tơi tả. Hủ tiếu Nam Vang. Cái tiệm này là tiệm phở Phiêu Ký nè bà con. Ở đây người ta gọi là phở ha, nhưng mà ba mẹ còn ăn đó thì nó giống như hủ tiếu vậy bà con. À, đó đặc biệt là có sa tế nai. Phiêu Ký nổi tiếng lắm á, ba mẹ còn ăn rồi. Ở đường này đường Nguyễn Án, hẻm kia là hẻm 220. Xin thưa bà con, bác cái con hẻm này nè. Hôm bữa trước có một bác đố bà mẹ cô là vào cái thời gì đó. À, trường này trường Mặc Tính Hùng nha. Trường này hồi xưa là trường Tuệ Thành, sau đổi tên là Việt Tú. Thì cặp bên hông này có con hẻm này nè bà con. Cái thời mà bên cái thời mà ông Tưởng Giới Thạch với Mao Trạch Đông á, nay ông đó là ba mươi gồ không nhớ rõ. Nhưng mà có thời gian á, Việt Nam mình hồi xưa nó ngon lắm bà con. Ôi cha, quay phim luôn kìa. Trời ơi, phụ nữ mà cũng đi quay phim luôn á bà con, quá thấy không? Đó, cầm máy. Khổ ha, cầm cái tay cầm như vậy mỏi tay lắm nha bà con. Bình thường bà con cô bác, ba mẹ còn nói thật, cầm cái đó mỏi tay lắm. À, thời buổi giờ dân Sài Gòn mà con bác em ai cũng đi làm YouTube hết. À, rồi bên tay phải ba mẹ gồ đây là trường Minh Đạo nè. À, trường này hồi xưa trước năm 75 nó là trường Nghĩa An nha bà con. À, của người Tiều Dâu á. À, những cái cánh cửa sổ, những cái gì đó là giữ y nguyên lại luôn đó bà con. À, hồi xưa sao giờ vậy á, mà như là trước năm 75 thì đây là cái trường như trung học đó, nhưng mà ra trung học hay không thì mình không biết. Nhưng mà hồi xưa các trường của cộng đồng người Hoa là họ dạy từ lớp nhỏ cho đến lớp cao luôn đó bà con, không có chuyên mà gì giống như mấy cái trường trong Sài Gòn đâu. À, cái trường của Hội Quán đó là coi như là dạy từ lúc mà nhỏ xíu rồi lên tới chơi lớn luôn, khỏi đổi trường. Bên đó là Hùng Vương La Sa bà con, chuẩn bị mở lại đó. Mai mốt chắc mở lại, chắc người ta đi đông lắm. Việt Nam mình là vậy á, cái gì mới cái là ào ào đi rồi. À, đây là hồi xưa đó là trại truyền tin, là gọi là trại Trần Nguyên Hãn á. Đây là y khoa Đại học Đường nè. Bên kia là trường Hùng Vương. Đây là bệnh viện Đại học Y Dược. Bên đây là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè bà con. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch này là hồi xưa đó là nhà thương Hồng Bàng.
À, bên tay phải này hồi xưa là nhà của ông đại tướng Cao Văn Viên nè, à, nằm ngay góc đường này. Khu này là khu nhà thờ ngã 6. Bên kia đó là nhà thờ Thánh Nữ Văn Đa. À, nhà thờ ngã 6 á. Ở đó đây là có cái chuẩn y viện quận 5 nè. Rồi xuống tới đây nữa, cái nhà tròn tròn này hồi xưa là trụ sở của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn nè. À, lại trụ sở này. Còn bên đây là công viên, này là công viên Văn Lang. À, bây giờ hình như công viên Hùng Vương hả ta? Hình như Văn Lang. À, hồi đó ở đây là nghĩa địa của người Hoa đó bà con. Cái khu vực này là khu nghĩa địa của người Hoa. Thì giờ thành cái công viên. Công viên này là cũng do công binh Đại Hàn xây dựng đó nha bà con. Hồi đó là nói chung là nó thay đổi khác hồi xưa nhiều lắm. Bên đây là tòa hành chánh quận 5 nè. À, đây là đường Phước Hưng. À, cái chỗ mà trung tâm xe máy bà con, hồi xưa trước năm 75 đó là cái cửa hàng mà dịch vụ mà trang trí xe hơi á, rửa xe này nọ. Rồi quên chỗ mà Quang Phương Mô Tô bà con, nguyên cái dãy bên đó đó. Ủa trời, à không có đèn. À, ở đây đèn bị hư rồi. Uống hồn tự làm ba mươi gò tưởng, ba mươi gò vượt đèn đỏ. Xin thưa bà con bác, bên tay trái này xưa là câu lạc bộ sĩ quan. À, nơi đây là dành cho các sĩ quan mà ở các bốn vùng chiến thuật á, khi mà về công tác ở Sài Gòn á, mà không có nhà ở á, thì sẽ vào đây. À, tới đây là khu chợ An Đông đây. Bên đây phải 30 gồ đây, hồi xưa đó là bốt cảnh sát An Đông nè. Rồi bên kia là Phục Lâm An Tức Nhật, Hội Thánh Cơ Đốc. Con đường này là đường Nguyễn Duy Dương. Vậy là hồi xưa ở đây là có một cái trường trí dụng ở đây nè bà con. À, bây giờ mình đi dạo vòng chợ An Đông. Bên tay phải ba mươi gò hồi xưa là có cái hãng kem đánh răng Bolon đó bà con. Bolon là tên thì mình tưởng là của Pháp nhưng mà thật ra là của người Việt nha bà con. Người Việt mình có hai hãng kem đánh răng lớn lắm, cạnh tranh với người nước ngoài luôn. Đó là hãng kem Bolon với lại Hinot Cha 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 ở ngoài quận 5 á. Đó, đây cũng là quận 5 nè. Hồi xưa khu quận 5 này thường ba mươi gò thường hay gọi là chợ lớn nha bà con. Hình như đến bây giờ luôn á, người dân cứ nghĩ là quận 5 là chợ lớn không á, chứ thật ra là đa phần là chợ lớn là phải toàn bộ là cái khu vực quận 6. Quận 5 này chỉ có một phần thôi. Không, mà cũng đúng á, quận 5 này hồi xưa nằm trong địa phận của chợ lớn mà. Thành phố chợ lớn là bao gồm quận 5. Ờ, nói chung là vậy, nhưng mà ba mình còn nghĩ là bên quận 6 thấy người Hoa nhiều hơn. Còn quên quận 5 này ba mẹ còn thấy người Việt cũng nhiều hơn. Nói chung không biết, không rành lắm. À, đây là mặt sau của công trường An Đông, của chợ An Đông. Mì xào. À, đây là khu chợ nè. Ở đây có một cái chợ gọi là chợ bán đồ ve chai.
Chết rồi, ba mẹ cậu bị phát hiện là mấy người ở đây phát hiện là ba mẹ cậu đi quay phim. Ở đây là bán đồ sida luôn các bạn không? Nhưng mà sida ở đây là nó không phải sida trên bàn cờ đâu nha bà con. Đồ sida trên bàn cờ là dạng như bán đồ sida của ở bên mấy cái quốc gia như là Mỹ, nó nhập hàng Mỹ về họ bán. Đó. Còn ở đồ sida ở đây là bán đồ sida là mấy hàng mà đã xài rồi ở Việt Nam đó bà con. Đó là người dân Việt Nam xài xong cái đem ra bán. Trời ơi, lại gọi điện nữa. Thường bây giờ điện thoại giờ nghe gọi ngán lắm bà con. Alo, chú điện thoại anh Hưng không hả? Dạ phải à. Dạ em chào anh Hưng ạ. Em là Trâm, gọi tới cho anh từ hệ thống trung tâm chăm sóc da Ocean Beauty Spa ạ. Nhân dịp bên em đang có khai trương chi nhánh mới tại quận nhất, bên em có lời mời anh tới để trải nghiệm một buổi liệu trình chăm sóc da chuyên sâu hoàn toàn là miễn phí bên em ạ. Anh là con trai, anh chăm sóc da chi em? Bên em là trung tâm chăm sóc da cho cả nam và nữ mà anh. Bên em mới về trường nên có lời mời anh tới để trải nghiệm liệu trình bên em. Chứ đâu có là bắt buộc mình phải sử dụng dịch vụ hay mất tiền ở bên em đâu. Thôi em ơi, anh chạy nhong nhong ngoài đường không chăm sóc da làm chi mất công. Dạ, thì anh có thể bỏ khoảng 90 phút để mình ghé vô, mình chăm sóc da cũng như mình thư giãn và mình đánh giá dịch vụ spa bên em đấy ạ. Thôi anh không có thời gian đâu nha em. Dạ vâng, rồi. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Đó, xin thưa bà con, bác cứ tầm giờ này là cái số điện thoại của ba Michael là nó là bị dậy đó bà con. Mà ba Michael không biết tại sao mà những người này họ lại biết được cái số điện thoại của ba Michael. Ba Michael nghĩ là chắc chỉ có họ là trên YouTube thôi. Tại vì có một cái thời gian đó ba Michael công khai cái số điện thoại của mình trên YouTube đó bà con. Chính vì lẽ đó cho nên là cái người này lấy bắt đầu lan truyền đi, thậm chí có nhiều người chơi ác đó bà con, đăng vô mấy cái group gì mà gái mại dâm hay gì đó, có nhiều người cứ tưởng ba Michael là gái mại dâm luôn nữa. Bữa nào để ba Michael bật cho bà con có bác nghe. Có nhiều người mà, hoặc là để bữa nào ba Michael chụp màn hình cho bà con quá xem, nó nhắn tin tới là tối nay em đi không đó, bây giờ em đi giá bao nhiêu đó. Có nhiều người nó xấu xa lắm bà con đó, nó nhiều khi kênh thì bà con quét biết mà làm kênh YouTube thì có người thương thì cũng có nhiều người ghét. Người thương thì người ta đâu có rảnh mà mấy cái hàng mà tiểu nhân đó bà con đó. Tại vì mấy đứa mà nó gọi là dạng mà tiểu nhân đó, nó vô nó phá mình đó à, nó đâm ra nó ghét, cái nhiều khi nó lấy cái số điện thoại của mình nó đưa qua mấy cái group mà mại dâm hay là cái gì đó, thành nữ ra mình bị gọi mình làm phiền bự nhiều lắm. Thật ra mình cũng không trách mấy cái người kia, mấy cái người đó thì thật ra là họ nhiều khi cái nhu cầu sinh lý của họ yếu đó, hay là họ cần á, cái họ mới lên mạng họ muốn tìm kiếm gái này nọ để họ thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Mà gặp cái họ lên mạng họ tìm kiếm, họ thấy cái số điện thoại này, rồi nó kẹp thêm nhiều khi mấy cái em gái dễ thương kẹp vô số điện thoại này, cái thành ra cái mình bị phiền. Cho nên sau này ba Michael không, bây giờ là trở đi xin thưa bà con cô bác là đối với ba Michael là ba Michael làm YouTube là các cô chú bác mà muốn liên hệ với ba Michael là chỉ có liên hệ trên YouTube thôi. Ba Michael sẽ không có cho cái số cá nhân hay là những cái gì thông tin mà mang tính mà cá nhân của ba Michael nữa, tại vì nó phiền lắm, nó gây cho mình khó chịu bực bội. Nó cái ngày nào cũng vậy bà con có thấy không, cứ rải cái tầm giờ này nè bắt đầu là hàng loạt cái cuộc điện thoại, rồi về khuya đó thì bắt đầu là nhận được những cái nhắn tin đó. Rồi do thì ba Michael nghĩ là do mấy người mà mấy cái tụi mà tiểu nhân á. Nhiều khi ba Michael nói bà con có bác không tin, chứ bà con quá sẽ nghĩ rằng giờ em cứ làm YouTube đi thì người nào xem được xem được thôi. Cái cuộc sống mà nếu mà được như vậy thì quá tốt rồi còn gì nữa.
Đó, cuộc sống như vậy thì đâu có gì đâu để đang nói, mà có nhiều người nó tiểu nhân nó nổi vậy đó. Nhiều khi mình cũng chả làm gì nó đó, mà tự nhiên nó thù mình đó. Họ khó hiểu lắm. Rồi đây là ngã 6 Sài Gòn nè bà con. À, con đường này đường Phạm Viết Chánh, này là bán thịt rừng nè. À, công viên này là công viên Phong Châu nè. À, nắng lên rồi. À, công viên Phong Châu. Trong công viên mà con bác thấy không, có những cái máy tập thể dục á. À, đi bộ nè, xoay tay nè, lắc eo nè, lắc mông nè. Đây là hồi xưa là truyền tin quân đội nè. À. Bên đây là trung tâm tiếp huyết nè, truyền máu, bệnh viện truyền máu. Nó nằm sau lưng của Hồng Thập Tự. À, của Hội Chữ Thập Đỏ chứ. Ở đó đây có cái đường rạch xe lửa nè bà con. Đó, con đường rạch xe lửa đi từ cái con hẻm bên đó đó bà con. Cái hẻm bên đó giờ người ta gọi đó là xóm Bà Đẻ. Bà con có bác biết tại sao gọi là xóm Bà Đẻ không? Tại vì dân ở dưới tỉnh lên đó, họ thích bệnh viện Từ Dũ này lắm. Nhưng mà họ muốn rẻ bệnh viện Từ Dũ này nè. À, nhưng mà họ đâu có biết trước ngày đẻ đâu. Cho nên họ vô đây họ thuê phòng. À, bà con bác thấy không? À, cho thuê phòng trọ nè. À, cho thuê phòng trọ. À, họ vô đây cái họ ở bà con. Thì ở bên trong không có cái gì hết bà con. Nó chỉ là có cái giường thôi. Để mình nằm ở đó. Mình tắm rửa, mình nghỉ ngơi, mình nằm đó. Để mình chờ khi nào đẻ cái mình vô bệnh viện mình đẻ luôn. Hồi quá. Đúng là ở đây nó hôi quá, nó mùi, cái mùi nó nặng quá. Ba mày cò mà mỗi lần mà đi ngang qua chỗ nào mà nó có mùi nặng là ba mày cò hắt xì liền. Chúng ta đang đi trên cái con đường rạch xe lửa năm xưa đó bà con. Cái đường rạch xe lửa nó đi từ cái hẻm bên đó đó. Đó là cái tới đây nó uốn cong một con đường nó đi qua. Đó, xin thưa bà con bác. Đây, nơi đây hồi xưa có bà bán cái gì đó. Bà bán bò kho, bán hủ tiếu gì đó. Bữa nào ba Michael sẽ làm một cái chuyến hành trình, ba Michael sẽ chỉ bà con cô bác 11 cổng xe lửa ở Sài Gòn nha. Ôi trời trời ơi, chết má, trời ơi nước. Ây da. Đó, bà con có thấy không? À, chúng ta đang đi trên cái con đường rạch xe lửa đó. Đi ở trong hẻm này ghê lắm nha bà con, đi ngang qua nước đổ xuống đầu mình đó. Không biết nước sập hay nước dơ nữa. À. Rồi đường rầy, một đường rầy bên đây, một đường rầy bên kia. Đó, một con đường rầy Sài Gòn Mỹ Tho, một con đường rầy đi lên ga Hòa Hưng. Đi ra Bắc luôn á. À, trước mặt bà con ở Bắc đó là cái gì đó. Trước mặt bà con bác đây là cái ga Sài Gòn. À, bên đây là trường Kết Đoàn nè. Hồi xưa là trường Phan Văn Minh. À, đây là nhà thờ Nguyễn Sĩ.
đây là chung cư của ông nội có nè. Simbria Cafe. Ây da, đau quá. Hồi đó đây có một cái tiệm trà sữa nè mà coi, bán nổi tiếng lắm. Con đường này là con đường đường gì ta, đường Đỗ Văn Đẩu à. Cơm tấm chị Hằng 1993. Ở đây họ ghi cái số 5 á, ba Michael thấy ngạc nhiên lắm mà con à, rất là lâu đời không à, toàn là những tiệm cơm tấm lâu đời không à. Nhưng mà hồi đó ba Michael đâu nhớ là cái cơm tấm chị Hằng nó nằm vô đó đâu ta. À, đây là phố Tây Bùi Viện à, khách Tây rất là nhiều, họ ra đây họ ngồi họ uống. Họ ăn sáng, cái mùa đến bây giờ là bắt đầu họ ăn sáng nè. Để coi tối nay là cái đêm ngày nghỉ cuối cùng rồi, rồi tối nay ba mình còn chở bà con một bác đi ra ha. À, tối nay mình đi khuya thử rồi, ha. Coi rồi phố Tây Bùi Viện này về khuya nó như thế nào. Ở trên là đường cấm rồi, giờ mình quẹo phải. Bên kia đó là nhà thờ Tinh Lành đó bà con, chi hội miền Nam luôn á, chi hội Sài Gòn chứ hả, tổng hội miền Nam mới đúng. Bên kia là ký túc xá của trường đại học kinh tế đó bà con. Nơi đây hồi xưa đó là nơi mà ở của quân đội Mỹ á. Đặc biệt cái ký túc xá này nó là một cái con hẻm đó bà con. Nó độc đáo vậy đó. Để mình vô nè. Để dạ bà con bác vô cho biết. Đó, nó là một cái túc xá mà nó để nguyên con hẻm. Đó, nơi đây hồi xưa quân đội Mỹ ở đây nè. Hẻm 135 Trận Đạo. Đây có nhiều tiệm tóc với tiệm làm nail. Có tiệm bán giày luôn. Trường Minh Đức. Ồ, trường Minh Đức thôi, mặt bằng đây để mở trường hả ta. Ở đây mặt bằng thiếu lắm, cho nên thành thử là họ phải thuê những cái cơ sở. Rồi mình ra đây, con đường này là con đường Cô Bắc. Ai Dũng cơm tấm nè. Ồ,
đây có nguyên cái chung cư cao tầng nè bà con. Đó là như là của Novaland đó. Không biết khi nào mới có tiền mua được căn chung cư ở đây. Đó bà con. Ra đây hồi xưa đó là chung cư Cô Giang đó bà con, khu nhà lô. Và trước khi mà nó là cái khu chung cư á, thì ở đây hồi xưa á, thời của ông Diệm á, thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa á, thì nơi đây đó là khu gia binh Cô Bắc đó bà con. Bên kia đó là nhà truyền thống sân khấu. Nơi đây là nơi mà mang dấu ấn đối với các nghệ sĩ lắm nha bà con. Đó gọi là nhà tổ á. Đây nè, đây là nhà tổ bà con. Nơi đây là một với lại cái nơi ở trên nghĩa trang nghệ sĩ á. Đây là 252 Cô Bắc. Ở đây 252 không ta? 254 mà. Cái hẻm này nhỏ xíu vậy ta. Đây 254 rồi. Ba mới còn nghe nói là có cái con hẻm mà thông qua bên đường Nguyễn Phúc Nhu. 252 hay là 272 ta? Để mình đi thử cái con hẻm thôi. Ba mẹ còn nghe nói là có một con hẻm đi xong qua đường Nguyễn Khắc Nhu. Ồ, này là không phải rồi. Đây hẻm Cư Xá 284. Kia là chùa Pháp Hoa. Vậy là hẻm 252 á. Mà sao cái hẻm nó nhỏ xíu vậy trời. À, ở đây có cái Cư Xá 284. Sáu 252 vậy là cái con hẻm này hả ta? Con hẻm này sao giống nhìn vô giống như hẻm cục quá vậy trời. Để ba mày cùng qua Nguyễn Khắc Nhu coi nó có cái con hẻm nào không, chứ hẻm nó nhỏ xíu quá, sợ vô cái vai đầu ra không được. À, bên đây là có một cái bốt công lộ nè bà con. Hồi xưa trước năm 75 nó cũng là bốt công lộ luôn. Giờ để ba mày cầu qua Nguyễn Khắc Nhu coi nó có con hẻm nào không. Đây là hẻm 69 nè. À, ở đây có một cái con hẻm 69, hẻm 71. Vậy là mình sẽ qua bên hẻm nào ta? Nó có hai hẻm. Giờ mình vô hẻm 69 trước đi. Coi nó có ra hẻm 252 không? Ồ, hẻm này có cổng luôn hả ta? Như hẻm này nhỏ quá không biết có qua được không trời. Sợ vô rồi cái qua không được hẻm mồ luôn á nha. Thấy ghê quá. Hẻm 252 nè. À,
vậy xin thưa bà con các bác, vậy chắc cái cuối đường đó là qua được á, vậy là hẻm này hẻm 252 nè, 252 cô Bắc nè, giờ chuyển qua đây hành Nguyễn Khắc Nhu. À, nhưng mà ba mẹ cô thấy nó nhỏ quá, không biết là cuối đường có thông qua được hay không, mình không biết, mà thấy nó có một cái ôm keo cua nó nhỏ xíu, sợ xe đi qua không được. Vậy là cái hẻm đó là nó thông qua bên đây nè, 252 đây, hẻm 252. Xíu luôn á, nó nhỏ mà nhiều khi chiếc xe mình đi không lọt á bà con. Ở đây chúng ta đang đi là phường Cô Giang, cái trường này học này lâu đời lắm rồi nè. Cái ngôi trường đó là nơi mà ba mẹ còn học cái bài đầu tiên là bài Bụi Phấn, nó không phải bài Bụi Phấn mà cái bài Em Là Hoa Hồng Nhỏ, do chính cô hiệu trưởng thời điểm đó là dạy ba Michael luôn. Ở đây là hồi xưa là công an phường này, trước năm 75 đây là cũng là cái bốt cảnh sát luôn. Rồi bên đây phải ba Michael, đây hồi xưa có cái chung cư, đây là nơi một cái đại đội quân cảnh Mỹ đóng ở đây. Rồi mình quẹo qua đây, con đường này đường Trần Đạo. Ở đó đây có tiệm thuốc bắc nè. À, rồi cái chỗ mà đâu đây nè, tiệm Samsung hay tiệm Yema nè, hồi xưa đó là cái bò Habagolac. Đâu đây nè, ghét Yema quá, Habagolac. Kế bên đây là Khánh Vĩnh Hoàng, hồi xưa trước năm 75 đó là tiệm Vĩnh Hoàng thôi nha bà con. À, rồi 22 này nè, đó 220 là cái trường tay lo bà con, hồi xưa đó là tiệm bánh mì Nguyễn Ngọ đó. Rồi xuống tới dưới đây nè, hồi xưa là nhà của bà Bầu Thơ nè, à, mẹ của nghệ sĩ Thanh Nga đó. À, rồi nhìn qua bên kia đó là tiệm Hán Toàn. Rồi cái hẻm đầu hẻm đó có cái ông sửa giày dép. Rồi ngay chỗ mà bà con có bác thế giới trang sức không, ly gì đó, đó hồi đó là tiệm cà phê, sáng nào ba mẹ con cũng ngồi đó uống cà phê đó, trước khi đi làm khoảng năm tám mấy á, 89, 90, 91. Sáng cái tắm rửa xong hết khỏe phắn ra đó làm ly cà phê, hút vài ba điếu thuốc rồi bắt đầu đi làm. À, đây là sở cứu hỏa nè. Đây là hẻm số 4. Trước mặt bà con đó là nha cảnh sát đô thành Sài Gòn á. Thì thôi giờ tới đây, ôi hàng đen nè, nhà hàng này nổi tiếng lắm nè, bây giờ nó thành nó hoang phế cũng gần cái chục năm trời đó. À, bưu điện Việt nè, bưu điện Trần Đạo. Nơi đây là nơi mà ba mẹ cô thường hay ra gửi hàng đi ra Bắc. À, vào những năm 76, 77, 78 thì đó, gửi hàng ra Bắc là gửi bưu điện đó. Đây có cái tòa nhà chung cư cũng bỏ ba mươi rồi, thấy nó hoang phế cũng lâu lắm luôn rồi bà con, lâu ơi là lâu luôn á. Cái tòa nhà này nè, nó lên mọc móc gió rêu phong rồi rùm sùm cây cỏ. Rồi ngay đây là khu chợ Năng Si. Bà con cô bác có thấy cái chỗ mà nhi khoa Năng Si không bà con? Đó, nguyên cái khu vực đó là vào thập niên 50 á, có một cái cư xá Năng Si ở đó đó bà con. Thập niên 50 á, còn cái khu này là cũng khoảng năm giữa thập niên 50 là mới được xây nè. À, giữa thập niên 50, khu cầu kho nè.
cho nên bây giờ bên đó bà con bác sẽ thấy toàn là chữ đề, họ đề cái chữ tiểu khu đó, cái chỗ đó là chỗ bình đô á. À, bây giờ nó vẫn còn cái dấu vết tích cũ rồi bà con bác, bình đô. À, còn cư xá Nancy hồi xưa nằm bên đó. Rồi thôi, chắc ba mươi xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.